Thưa quý vị, sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công, nỗ lực nâng cao chất lượng chương trình, khẳng định uy tín, thực hiện chức năng là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng. Đài đã tập trung tuyên truyền đậm nét về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống Covid-19, đẩy mạnh truyền thông phản biện xã hội, Năm qua, đài đoạt được 20 giải báo chí trung ương và địa phương, trong đó có một giải B giải báo chí quốc gia năm 2021, năm giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2021, triển khai thực hiện hai dự án, đầu tư mới phim trường S4 và nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình phát thanh truyền hình và phòng tổng không chế. Năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, phấn đấu mở từ 5 đến 7 chương mục mới, đạt từ 10 đến 12 giải thưởng báo chí cấp quốc gia và thành phố, chuyển sang cơ chế đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2022, khai thác hiệu quả các phim trường và trang thiết bị phục vụ sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá giới thiệu các chương trình của đài đến với khán thính giả trong và ngoài nước. Dịp này, đài đã tuyên dương khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.